nha mọi người. Và cái này là thương hiệu của The History of Home. Sắp tới nữa là bên công ty của em khai trương rồi, cho nên tất cả sản phẩm bên công ty của em là chuyên về thu để hết đẹp thu xâm mai bảy lên men tự nhiên thôi mọi người ha. Với lại một dòng Omi đó nữa là dòng mỹ phẩm hiện đại của Hàn Quốc bây giờ, nhưng mà rất là nhiều sản phẩm luôn. Các chị mà đến đây chắc thì sẽ được sale 15% cho mỗi sản phẩm, và chỉ được 15% thôi nha, và không sale thêm. Cho nên là ngày hôm đó em cũng mong là tất cả mọi người xem mà thêm được cái clip này của em thì mọi người sẽ đến được cái địa chỉ là 187 Tôn Trần Tiên, Phú Mỹ Hưng, quận 7 để mình có thể tham quan được cái gian hàng và cái showroom mỹ phẩm bên công ty của em ha. Một lát sau em sẽ quay toàn bộ cái showroom của mình luôn thì các chị em mình xem, để chị em mình đến đây để trải nghiệm phòng massage. Khi mọi người mua mỹ phẩm bên công ty của em, mọi người sẽ được trải nghiệm massage miễn phí luôn nha mọi người. Rất là ok, rất là đẹp luôn. Và cái trên tay em đang cầm hiện tại là cái này là phấn nền. Phấn nền nha mọi người, phấn nền của The History of Home, nhìn cái hộp rất là sang trọng. Tại vì cái này là mỹ phẩm cao cấp, hoàng cung cao cấp, cho nên mọi người nhìn bên ngoài mọi người thấy nó sang chảnh đó đúng không ạ? Một cái màu vàng. Logo thiết kế của nó, toàn bộ sản phẩm đều là màu vàng hết. Và rất là đẹp luôn ha. Đây là tất cả sản phẩm của The History of Home. Và cái bàn mỹ phẩm này là chứa đựng toàn bộ là của hàng Ohi có, Sum có, những cái cơ sở này đều có luôn. Và đây là các bạn makeup, để khi mà khách hàng mình vào đây mình có thể tester, mình có thể test được cái sản phẩm bên công ty của em luôn nha. Đây là son hoàng hậu nha mọi người. Này mình cũng nhìn son nước, son hoàng hậu rất là đẹp luôn. Đây, hồi nãy em đã son cái màu